Để cuộc sống luôn bình an, công việc luôn suôn sẻ, có ba câu bạn tuyệt đối không nên nói ra. Người xưa dạy rồi, họa từ miệng mà ra. Trên đời này có những câu nói làm mất hết phúc đức vận may của một người. Bạn tuyệt đối đừng phạm sai lầm. 1. Những lời nói quá thẳng và thật. Cùng là một lời nói theo những cách khác nhau lại mang đến cho người nghe những cảm xúc khác nhau ở trong lòng. Nếu bắt buộc phải nói ra sự thật thì bạn nhất định phải nói khéo léo để người nghe dễ dàng chấp nhận hơn. Chỉ khi người khác chấp nhận điều đó thì họ mới có thể làm bạn với bạn và nói về mọi thứ. Bạn càng có nhiều bạn bè càng phải cẩn trọng trong những lời nói bạn nói với người ta hoặc nói về người khác. Trong cuộc trò chuyện, chúng ta rất khó để biết đối phương muốn gì, nghĩ gì, nhưng chúng ta cần phân tích cuộc trò chuyện, thu thập thông tin rồi nắm bắt tâm lý của người khác. Những người ngay thẳng thường chỉ quan tâm đến suy nghĩ của bản thân mà không để ý tới tâm lý của người khác. Họ rất giỏi nói những lời khó nghe, không kiêng nể gì. Nhưng bạn có thể đảm bảo rằng những gì bạn nói và những gì bạn nghĩ là đúng hay không? Có câu nói, chim khôn kêu tiếng sảnh sang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Trong bất cứ trường hợp nào, nói lời dịu dàng dễ nghe thường có lợi hơn. 2. Phàn nàn về sự bất công. Phàn nàn chính là một hiện tượng tâm lý đặc thù của con người, là phản ứng tự nhiên trước sự bất mãn của họ. Nhiều người than vãn khi sinh ra trong cảnh nghèo, nhiều người lại khóc lóc vì mình không có mọi thứ như người khác. Thậm chí họ còn phàn nàn, oán trách cha mẹ. Nhưng với những người hay phàn nàn thì bản thân họ là người chịu thiệt nhất. Cuộc sống của bạn sẽ chẳng có gì thay đổi cả nếu bạn chỉ phàn nàn mà không cố gắng thay đổi hiện tại và tương lai. Sống ở đời, tốt nhất không nên phàn nàn bởi khả năng của mỗi người là khác nhau, trình độ của mỗi người cũng khác nhau. Cùng một cơ hội, có người nắm bắt được, có người thì không. Nhưng nếu bạn không nhìn vào lại bản thân mình mà chỉ khăng khăng đòi công bằng, thì bạn sẽ không thể thăng tiến. 3. Chê bai, miệt thị người khác. Trong cuộc sống, ai cũng có những điểm mạnh và những điểm yếu. Ai cũng muốn phóng đại điểm mạnh của mình và che đi khuyết điểm của bản thân. Một số người không hiểu nguyên tắc này. Khi thấy khuyết điểm của người khác, họ bắt đầu chê bai, miệt thị người ta bằng những lời lẽ nặng nề. Trong khi đó, họ không hiểu được mình đã làm tổn thương người khác đến mức nào. Những người thành công thì họ rất giỏi ăn nói, biết cách cư xử khéo léo và hài hòa mọi thứ. Bạn muốn thành công, muốn làm giàu thì ngay từ đầu bạn cần học cách ăn nói. Phần thứ hai trong video ngày hôm nay là quan điểm đến tuổi trung niên mới hiểu rõ cuộc đời có nhân quả. Gia đình là số 1, phước đức đến từ sự lương thiện. Có những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống từ bản thân nó vô nghĩa. Sau khi thời gian trôi qua, nhìn lại mối quan hệ nhân quả, bạn sẽ thấy nó có tác động rất lớn. Khi một người đến độ tuổi nhất định, anh ta sẽ thấy rằng không có may mắn bất ngờ trong cuộc sống. 1. Gia đình có nhân quả. Mục đích của sự bận rộn là để tận hưởng cuộc sống, làm hài lòng mọi người và trở nên vị tha. Nhiều người bận rộn đến mức chẳng thể tận hưởng cuộc sống, vừa lãnh đạm lạnh lùng với người nhà, từ đó họ trở nên ích kỷ. Rất nhiều người khi còn trẻ phải sai lầm lớn, phải đến khi có tuổi mới hiểu được tầm quan trọng của việc đối xử tử tế với người nhà. Khi mọi việc của cậu gặp thuận lợi, có lẽ sẽ không vấn đề gì. Tuy nhiên, khi tới những lúc gian nan của đời người, mất đi gia đình thực sự là mất đi tất cả. 2. Tuổi càng cao, gia đình càng quan trọng. Mọi sự đồng hành bị bỏ quên sẽ trở thành điều tiếc nuối nhất cho bạn và cả gia đình. Một người bạn đời ân cần, một đứa con ấm áp và một gia đình rộn ràng tiếng cười chính là điều xa xỉ nhất đối với một người đến tuổi trung niên. Người ta khi tới độ tuổi trung niên, yêu thương chăm sóc người bạn đời và con cháu chính là hạnh phúc. Khi ấy mới nhìn rõ tiền tài vật chất chỉ là phù du, thậm chí có những tiếc nuối về gia đình khiến ta say sứt. Sức khỏe có nhân quả. Khi còn trẻ, chúng ta luôn cố gắng nỗ lực không ngừng vì nhà, vì xe, vì cuộc sống mà đánh bạc với tính mạng. Nhưng khi bạn già đi và sức lực của bạn không còn tốt như trước, ngày càng thấy rõ đánh cược vào thân xác của mình là sự đầu tư ngu ngốc nhất.
Bởi vì gỗ đã đốt quá độ sẽ không phải là than củi mà là tàn tro. Đối xử tử tế với cơ thể và chú ý đến các tín hiệu mà nó mang lại là ý thức tự giác nhất mà người ta nên có ở tuổi trung niên. Sự nghiệp có nhân quả. Chỉ có hai loại người ở nơi làm việc, một là vai chính, hai là vai phụ. Câu nói động tới tâm can người ta nhưng là hết sức thực tế. Khi bước vào tuổi trung niên, bạn sẽ thấy những người xung quanh dần chia thành hai nhóm. Một là bối rối và lo lắng, hai là dư giả và điềm tĩnh. Khoảng cách lớn nhất giữa cả hai thường là về sức mạnh, nguồn lực và sự kết nối. Nếu hiện tại bạn đều thấy gặp khó khăn, thì mỗi năm sau bạn sẽ thấy công việc dễ dàng hơn. Những tích lũy kinh nghiệm trong hiện tại sẽ thúc đẩy thành công tương lai. Vì vậy, khó khăn một chút không nên làm bạn nản chí. 3. Tướng mạo ẩn chứa trạng thái ở tuổi trung niên. Ở tuổi ngoài 40, có người không thay đổi ngoại hình, có người cổ hủ, thân phận cuộc đời đều ẩn hiện trong dáng vẻ của bạn. Khi một người bước vào tuổi trung niên, người ta nhìn thấy những người trẻ tuổi đánh đổi sức khỏe lấy tiền tài, chợt nhận ra bản thân khi còn trẻ cũng hủy hoại bản thân như thế. Tướng mạo của một người trước tuổi 40 là do cha mẹ ban cho, sau 40 tuổi là do chính bản thân tu dưỡng mà thành. 4. Phước báo đến từ sự lương thiện. Có những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống từ bản thân nó vô nghĩa. Sau khi thời gian trôi qua, nhìn lại mối quan hệ nhân quả, bạn sẽ thấy nó có tác động rất lớn. Khi một người đến độ tuổi nhất định, anh ta sẽ thấy rằng không có may mắn bất ngờ trong cuộc sống. Phúc báo của một người từ lâu đã ẩn chứa trong suy nghĩ và hành động trong quá khứ. Cách bạn đối xử với người khác là cách bạn đối xử với số phận của bạn. Một người lấy lương thiện đối đãi với mọi người cũng là tự tích lũy phúc báo cho bản thân. Khi thấy ai buồn, đừng dùng lời nói châm chọc. Khi thấy người gặp khó khăn, hãy đưa cánh tay ra giúp đỡ họ. Phần cuối video ngày hôm nay là lời dạy cổ nhân về tiền không cho mượn ba, đất không dùng ba, rượu không uống ba. Đó là những thứ gì? Cổ nhân dạy một câu rất hay. Tiền không cho mượn ba, đất không dùng ba, rượu không uống ba. Đây là câu nói hay, mà ý nghĩa thâm thúy, đáng để suy ngẫm. 1. Tiền không cho mượn ba, ba kiểu người không nên cho mượn tiền. Cổ nhân đã dạy, dẫu có tiền bạc dư giả cũng chớ nên cho ba kiểu người dưới đây mượn. Thứ nhất, người ngày ngày chơi cờ bạc đỏ đen. Thứ hai, những người lười biếng không chịu lao động. Thứ ba, những người giữ được chữ tín. Cho con bạc vay tiền, họ thường vay mà không trả, bạn sẽ mất luôn khoản tiền mồ hôi xương máu cũng như mối quan hệ trước đó. Cho người lười biếng không chịu lao động thì bạn cũng khó lòng đòi lại. Trong khi những người không giữ được chữ tín thường nói xong là nuốt lời, bạn chẳng có cách nào để đòi lại được tiền từ họ. 2. Đất không dùng ba. Ba loại đất bạn không nên đến. Dù giàu sang hay nghèo khó, có ba nơi bạn cần tránh lui đến, đó là sòng bạc, lầu xanh và tòa án. Đến sòng bạc, bạn đừng hy vọng kiếm được tiền từ đó. Có thể ban đầu bạn sẽ thắng bạc, nhưng sau bạn cũng bị vét sạch phí, tổn hại thanh danh. Đến những nơi lầu xanh, cám dỗ, bạn chìm đắm trong sắc dục, hưởng lạc, gia đình cũng tan vỡ theo. Đến nơi tòa án để phân biệt đúng sai cũng có thể khiến bạn mất mạng hoặc sa vào con đường tù tội. 3. Rượu không uống ba. Ba loại rượu không nên uống. Rượu không uống ba theo người xưa đó là: một là say rượu, hai là rượu không rõ nguồn gốc, rượu vô lễ. Say rượu, bia là những hành vi gây hại cho sức khỏe con người. Nhiều khi uống say, con người không thể làm chủ hành vi của mình, có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Vì thế, uống vui chứ đừng uống say. Rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm nghiệm thì rất có thể nguy cơ nhiễm độc rất cao. Loại rượu thứ ba không nên uống, đó là rượu bất kính, rượu của những kẻ cố tình gây khó dễ, có ý đồ xấu trên bàn rượu. Nếu biết bên kia có ý đồ xấu, đừng mắc vào kẽ hở uống rượu, nhưng vẫn phải tỉnh táo.